Mòi vào trong nữa là giết mày đấy. Rồi. What's up anh em? Chào mừng anh em đến với kênh Lạ Vlog của mình. Thì trước khi vào video, anh em một lần nữa làm ơn hãy ấn nút đăng ký phía bên dưới để ủng hộ cho kênh của mình. Thì lại tiếp tục với chương trình series gắp gỗ huyền thoại. Thì hôm nay mình sẽ nhìn thấy ở đây có một cái gì này, không biết là cái như cái tai phone hay cái gì, bluetooth speaker, không biết nó là cái gì. Nhưng kia là có mấy bốn cái iPhone 4 đây, người ta có ghi rõ ràng là mobile iPhone 4 mà lần trước mình đã gắp rồi nhưng không được. Hôm nay mình sẽ sống còn ở đây. Anh em nếu mà thích mình gắp cái gì thì hãy comment phía bên dưới để mình có thể lần sau mình sẽ tìm, hoặc là cái gì mình gặp mình sẽ gắp sống còn với nó luôn ấy. Đấy. Ôi hết giờ. Đấy, anh em thấy ngay từ đầu mình đã đen đủ rồi đúng không? Nghe vẻ không khả thi cho lắm nhỉ. Tiếp nha. Không khả thi cho lắm. Mà này gắp nghe vẻ nó lên nhanh quá không được đâu. Thử xem nào. Không nổi, thử gắp cái trong kia nhá. Nó vậy quá ghét thật. Anh em thấy không? Nó gãy tẹt mắt vào trong. Sống còn, mình đã bảo sống còn là sống còn. Trong ví mình còn khoảng 2 đến 3 đồng nữa. Nó gãy vào trong nhìn ghét nhỉ. Bán tham 2 đồng. Không được rồi, đấy em nhìn có thể thấy nhỉ. iPhone 4 kìa. Không biết chắc là hàng Trung Quốc rồi. iPhone 4 xuất xứ Trung Quốc còn đồng cuối cùng này. Nhưng đúng ra đồng cuối cùng không nên chơi nhỉ. Không được rồi. À rồi, kết quả như thế nào anh em có thể thấy rồi đấy. Ok, sau khi sống còn với cái iPhone không thành công thì mình sẽ sang đây sống còn với cả những cái máy này. Anh em vẫn còn nhớ cái tai nghe ExtraPad này ở video trước mình gắp không? Nó ra đến 90% bên ngoài rồi mà lại luôn là gãy vào trong. Sợ thật. Hôm nay đúng là một ngày đen đủi. Mấy ngày hôm nay đen đủi rồi chứ. Mấy ngày đen đủi chứ đâu phải một ngày đâu. Mày ra đây. Đó, ui. Anh em nhìn này. Lại một phát nữa giống cái tai nghe kia, nó gác vào trên. Đéo thật, quả này sợ lỗ lỗ mòi vào trong chứ. Mòi vào trong nữa tao giết mày đấy. Rồi. Cuối cùng cũng đã được. Xong đi. Sau khi sống còn với cả cái iPhone không thành công, mình đã sống còn được với cả cái tai nghe này. Tai nghe Bluetooth Samsung. Cuối cùng hôm nay cũng may mắn đầu tiên đã đến với mình. Không thất vọng đúng không? Tiếp tục chơi tiếp. Để đây. Có động lực để chơi tiếp rồi đấy. Gắp cái gì giờ? Gắp cái sạc tích điện nhá. Được không? Cái pin tích điện kia kìa, màu xanh kìa. Hay gắp cái gì? Chơi tai nghe này tiếp xem. Phục thù mày em nào. Ngoài mày lên xem nào. Cái này nghe vẻ nặng lè lắm. Không được, không được. Trôn tuột, trơn lắm, không được. Anh em cùng theo dõi nha. Đấy, gần ra rồi. Rồi phát này nó lại gầy vào trong rồi xem. Anh này gắp chuẩn phết nhỉ. Đấy, gần ra rồi, cố lên. Anh em cùng theo dõi nha. Cùng nín thở theo dõi. Gồng cứ đít lên theo dõi. Gồng cứ mông lên, đó. Không được rồi, chán thì quay về. Xem có được không. Con nào đây? Con nào đây? Con này xem nào. Cái gì đấy? Làm ơn đi. Mày ra giá cái gắp một chút được đi. Đấy, moi đi. Ừ rồi, ngủ lắm.
ngoài lên, mù lắm. Rồi. Đấy, nó phải thế. Lên mò đít hay mò đầu đây nhỉ? Mò đít đi. Mò đít đi. Ôi. Không ăn thua rồi. Gãy ra đây. Gãy ra đây. Ôi.